Và chúng ta sẽ ra chơi 10 phút ạ. Sau 10 phút thì chúng ta sẽ vào tiếp tục để thầy minh họa một số cái về MySQL và PHP. Rồi chúng ta sẽ làm bài tập. Các bạn cũng rất dễ thôi ạ. Các bạn có thể lên trên lên trên này, các bạn cài đặt gõ chữ SAM PB cái thì các bạn có thể bấm vào đây, và các bạn khi các bạn bấm vào đây thì các bạn tải bản phù hợp với của mình về đấy, nó có nhiều bản đấy. Rồi sau khi mà cài đặt SAM xong thì các bạn bật cái chương trình của chúng ta lên để chạy đấy ạ. Chúng ta có thể bật cái SAM của chúng ta lên chạy đây, ví dụ đây thì nó sẽ có cổng là 80 ạ, cổng mở ra cho chúng ta đây ạ, được cổng đầu cô. Nếu bạn đổi cổng ở trong cái config này, bạn tìm một số 80 đây. Em có nhìn thấy màn hình thầy không nhỉ? Alo, alo. À, có anh nhìn thấy ạ. Có ạ. Các bạn tìm số 80 đây thì nó sẽ listen cổng 80. Nếu bạn đổi sang cổng khác thì cái local host này của bạn, bạn sẽ phải chuyển sang thành 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 dấu hai chấm ở cổng. Thì đây ví dụ như thầy đây cài đặt một cái web demo bằng WordPress, thì bữa giờ phần thực hành thì thầy sẽ đẩy cái bài lắp này lên các bạn để các bạn có thể tải vào. Chúng ta làm một cái trang web bằng WordPress này chỉ mất độ khoảng tầm như thầy là làm demo đây thì chỉ mất độ khoảng nửa tiếng ạ. Còn nếu như các bạn làm bài tập lớn thì các bạn phải đầu tư nhiều hơn, và đương nhiên là cũng đánh giá không cao, thầy nói ngay từ đầu rồi. Nhưng ai làm WordPress thì được đánh giá điểm cao nhất là 7 đấy ạ. Bởi vì chúng ta sẽ không can dự vào lập trình và trong ngoài quá trình mà chúng ta làm ra. Cơ sở dữ liệu chúng ta thì chúng ta chạy vào bên admin, thì thôi chúng ta chạy thì nó sẽ sổ ra cho chúng ta thằng này. Rồi chúng ta bấm vào admin này. Sổ cho chúng ta cơ sở dữ liệu đây. Chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một cơ sở dữ liệu bằng thủ hóa lưu đây. Sau đó chúng ta vào trong đây, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra, giả sử chúng ta tạo ra đây, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra các cái bảng. Giờ thử dụng WordPress thì nó chèn sẵn database vào. Nên chính vì thế những ai làm WordPress thì sẽ thấy là chúng ta hầu hết là chúng ta không 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 thiết kế, mà chúng ta sử dụng những cái đã có sẵn kéo thả vào đấy. Rồi thì chúng ta có phải create table bình thường như này, đặt tên này, sau chúng ta câu nó đi SQL thì chúng ta cũng đặt câu lệnh select bình thường này, nó vẫn có những câu lệnh select bình thường. Rồi ok, quay trở đây để chúng ta bắt đầu bằng cái mã PHP nhá. Thì các bạn lên trên mạng các bạn xem rất là nhiều ạ. Đây chúng ta sẽ có rất nhiều cái ạ, rồi truyền dữ liệu từ HTML sang PHP nhỉ. Đấy thì các bạn có thể xem phương thức truyền dữ liệu này, chúng ta có rất nhiều thứ ạ. Các bạn có thể search bằng tiếng Anh đấy, xử lý form trong lập trình PHP này. Đây thì bạn sẽ có những cái phương thức này làm này, đưa ra form này, đưa ra thuộc tính action method. Method là post hoặc get thì chúng ta sẽ dùng đô la post hoặc đô la get. Action là thường là thực hiện submit ạ. Thực hiện submit xong này. Ok, đây chúng ta A và B đây, dùng đô la post để trường nó queue lên. Nếu không được thì dùng request. Đều lấy được. Đấy. Trong cái việc mà chúng ta dùng đô la post, đô la get thì post tốt hơn bởi vì nó mã hóa dữ liệu, còn get thì nó hiển thị dữ liệu lên được. Đây chúng ta có một đoạn này. Đoạn demo form post get ạ. Đấy, chúng ta có form A. Đấy, các bạn về. Ở đây, chúng ta sẽ mở. Đây, thầy đã mở một cái lốt tôi viết ra. Lưu V. Rồi. Đầu tiên thì chúng ta thử một cái án trước á. Không có các bạn chưa hiểu. Đây là thầy sẽ có một cái file bất kỳ này. Thầy sẽ tạo ra cái là mã HTML. Đấy, ôn lại tí thôi ạ. Thì các bạn làm cái này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta phải nhớ mã lệnh, còn bình thường khi mà các bạn sử dụng các tool lập trình thì chúng ta sẽ không thấy đồ mô PHP lớp chiều rồi body. Rồi bên trong này chúng ta sẽ đây là chúng ta chạy bằng thẻ HTML trước H2. Cái này thì thông thường các bạn dùng Sublime Text thì nó sẽ sổ chéo rất là nhanh. Rồi sau đó bây giờ bạn muốn chạy được thằng này thì bạn xếp app nó. Xếp app nó, ví dụ như thầy đang demo PHP thì thầy sẽ có ví dụ
1.bsb và đây thầy sẽ để cái này là on file và đưa ra nhé. Rồi bây giờ thầy muốn chạy đó, muốn chạy đó thì ở đây thầy sẽ có ok chạy tạm đây vậy, cầm đây kéo ra một cái cửa sổ mới local hot ạ. Như vậy chúng ta ở đầu mô bsb và ví dụ một bsb enter ra thì các bạn nhìn thấy đầu mô bsb đầu mô lớp chiều, như vậy là chúng ta đã có cái thằng này. Rồi bây giờ chúng ta muốn sử dụng bsb thì thế nào? Chúng ta sẽ sử dụng cái mã thẻ nhúng bsb vào, cú pháp đó là bsb xuống dòng ở đây là chấm hỏi thẻ đóng ok. Trong này chúng ta muốn hiển thị được thì chúng ta dùng có lệnh echo. Rồi echo là viết trong pháp bsb dùng echo. Rồi ta ra ngoài này chúng ta sẽ thấy F5 nó lại đấy, chúng ta đã có lại viết trong phương pháp này. Như vậy chúng ta có thể để cái này chấm phẩy và không chấm phẩy thì nó được chạy. Đấy, chúng ta sẽ thử lại ok vẫn chạy bình thường ấy. Như vậy chúng ta bỏ chấm phẩy đi. Rồi như vậy là đây chúng ta viết thường, bây giờ chúng ta sẽ viết lồng mã HTML vào dùng GSB ấy. Thì ở đây chúng ta sẽ lồng H1 vào một demo gọi H1 echo. Rồi chúng ta đóng thẻ H1 bình thường và ok. Rồi thì chúng ta sẽ thấy F5 đây ạ. Rồi ok, ở đây chúng ta có lỗi ạ. Là chúng ta xem lỗi của chúng ta ở đây là gì ạ? H1 gọi H1 nó liên quan gì đâu nhỉ? Thì đó cũng chẳng phải ở trên xem. Ơi. Thì nó cái chấm phẩy ở cái echo ở trên này. Chấm phẩy trên này đóng rồi mà. À chấm phẩy này á. Ý em là nhảy á. Dạ vâng. Ok chúng ta thử lại là H1. Đây thì chúng ta khi chúng ta bỏ xuống này thì chúng ta sẽ thấy là cú pháp đây nó sẽ giống như là các bạn lập trình thôi. Ở đây các bạn đóng thẻ H1 này và bên trong này bạn viết như bình thường thôi, nên là nhiều khi các bạn cứ viết chuỗi viết theo hàng ngang các bạn sợ từ mô một e cho này. Rồi thì bây giờ các bạn trong bên này bạn chạy lại dạ, các bạn sẽ viết được bình thường nha. Rồi ok, tương tự như vậy thì các bạn có thể hoàn toàn thêm tất cả các cái câu lệnh vào. Như vậy câu lệnh vào ví dụ như chúng ta sẽ có input size bằng text. Đây bằng text chỗ chéo đấy. Rồi chúng ta sẽ có là age chẳng hạn, tuổi chẳng hạn. Các bạn vẫn dùng bình thường. Đấy, chúng ta sẽ có tuổi. Ok, input time bằng text nháy. Ok, các bạn sẽ có tuổi nhé. Thôi bây giờ chúng ta muốn tuổi là bắt buộc người nhập thì chúng ta thêm một require bằng true. Đấy, thì chúng ta bấm vào đây. Khi mà chúng ta muốn đi qua một chu thì chúng ta phải thêm một cái nút submit ạ. Chúng ta sẽ thử thêm một cái nút submit nữa. Để cho. Hai bằng submit. Valid bằng gửi thông tin ạ. Toán hạ như thế. Tiền. Ok, chúng ta sẽ đóng thẻ thằng này nào. Ok, đây chúng ta bấm vào kính tiền nào. À như vậy thằng require này của đây như viết sai sao ấy. Require bằng true. Ok, có thể cái này chúng ta không đặt trong cái form nó vào lỗi chúng ta thế. Rồi thì ở đây chúng ta có thể sử dụng HTML5. Nếu mà các bạn xuống đây các bạn thích nữa thì các bạn có thể echo br bình thường. Đấy. Sổ chéo br. Thì để nó xuống dòng nhé.
Đấy là cái cách mà các bạn có thể sử dụng vào bình thường. Thì ở đây quay trở lại đây chúng ta sẽ có cái code ở đây chúng ta xem để cho dễ hiểu. Chúng ta sẽ có phương thức A này chúng ta gọi đến B, lớp B chấm biết B và gọi phương thức post. Thì đây thì sẽ có căn N, căn B tiếp lại. Chúng ta sẽ có là A chấm biết B. Rồi sau này các bạn đi lập trình thì các bạn đừng ngại, tư tưởng của các bạn là chuẩn thôi ạ. Các bạn đừng ngại là mấy việc một code logic nó sai thì chúng ta chỉ khó khăn thời gian đầu đấy ạ. Như vậy thằng này nó gọi đến thằng B như vậy chúng ta phải tạo thêm một cái thằng B nữa. Là chúng ta xem thằng B đây là gì ạ? Nha, chúng ta phải có thằng B đấy. Sau chúng ta sẽ giải thích code của hai thằng này. Rồi. B.BSB. Hai thằng này nó phải đặt cùng cấp thu mục của nhau thì nó gọi nó sẽ không cần. Rồi quay trở lại đây chúng ta sẽ có thằng A của chúng ta. Đó, chúng ta sẽ có thằng A. A.BSB. Rồi nó sẽ chạy cho chúng ta thằng này. Đây, username này. Chúng ta có thể view xuống để xem. View page xuống này. Rồi ở đây chúng ta sẽ có là đặt ra một cái form SRM. Cái name này là chính là tên biến này. Action là còn V, phương thức post. Get thì nó sẽ truyền thẳng dữ liệu lên, còn post thì nó không truyền thẳng dữ liệu lên. Lấy username, tt username, nhưng mà cái này là biến của Na này. Password, tt password, còn submit tên nó là login. Như vậy thì sau khi tôi bấm vào đây thì nó sẽ gọi lại đến thằng p.bsb của Na này. Thì trong thằng p.bsb của Na này là chúng ta lấy, do bên này của Na là hàm post, do bên này của Na là post, nên ở đây chúng ta dùng là cái biến tập phục là đôi lọc post để gọi sang lấy cái biến tên là tt username đây ạ. Ok, tương tự vậy lấy password ra và hiển thị username password. Rồi ví dụ như đây chúng ta sẽ có là admin, rồi admin 123 a còng dạng chúng ta login gọi sang bên này, đây thì chúng ta sẽ lấy được username password. Thì đấy là cái cách mà các bạn có thể truyền dữ liệu và xử lý dữ liệu trong kia thì chúng ta làm. Ok, thì tới đây chúng ta sẽ có một cái phần đấy, quản trị cơ sở dữ liệu nguồn mở. Thì ngoài ra nó còn có cái ngoài cái dạng giống như SQL Server tương tự như MySQL thì nó có cơ sở dữ liệu NoSQL là không có truy vấn mà sử dụng cặp giá trị key value để trả về, hay chúng ta thường gọi đó là di săn nè. Thì chúng ta có nổi tiếng nó là MongoDB. Có thể có rất nhiều cái nhưng các bạn nên học chắc một cái thôi. Ví dụ về cơ sở dữ liệu mã nguồn mở bạn học chắc về MySQL, về NoSQL bạn chắc về MongoDB, thế ạ. Sau đó những cái khác thì bạn chỉ cần nhớ nguyên tắc thôi, thôi bạn cứ thế mà bạn tra trên mạng nó sẽ ra hết cho các bạn ạ. Thì đây nó có phần câu hỏi bài tập ạ. Là thế nào môi trường thường trình bày các đặc điểm của B và Java, trình bày các bước cài đặt bộ ba thằng này. Thì các bạn có thể trên mạng các bạn search cần cắt vào. Rồi trong đoạn cuối đây viết chương trình giải phương trình 12 bằng B thì gồm có form giải phương trình HTML. Đấy, form giải phương trình HTML thì bạn bố trí ABC giải phương trình bắt lỗi cho người ta, bắt buộc phải nhập vào và phải nhập vào là số á. Cái nút giải phương trình thì gọi sang cái nút xử lý BSB, xử lý B thì tính kết quả và trả về trang kết quả chấm HTML. Như vậy là trang xử lý BSB chỉ là một cái bước đệm trung gian thôi, nó chạy ngầm thôi. Thì đây là yêu cầu của bạn làm các bạn làm ra file Word đối với cái bài mà giải phương trình này của các bạn ấy, thì các bạn làm thế nào, các bạn sẽ chụp màn hình code giống như thầy đấy. Các bạn chụp màn hình code này, ví dụ giả sử đây là cửa sổ màn hình code của thầy đấy ạ. Thì các bạn ấn print này đấy ạ, ấn print này, xong rồi bạn mà paste nó vào một cái gọi là cái trang Word này, xong rồi nó nguyên cả như vậy đấy ạ. Rồi, ok. Các bạn hiểu rõ cái công việc các bạn cần phải làm chưa ạ? Alo ạ. Mới rồi nhỉ? Alo ạ, hiểu không? Alo ạ. Các bạn khách treo lên máy đấy à? Không ạ. Mày vẫn nghe này à? Ừ. Các bạn khách đâu hết rồi? Hàm đi đâu rồi? Đây ạ. À. Em còn quay lại, em còn quay lại cả video. Ok, tốt rồi. Rồi, bài tập. Về
BSB. Các bạn sẽ làm cái này và lộp trên hệ thống cho thầy vào trước 20 giờ tối nay. Các bạn nhớ là lộp với định dạng password nhé. Cái thả bài ấy ạ? Ừ, các bạn lộp bài password và PDF. PDF password thì print rồi paste password. Rồi tên của cái file sẽ đặt tên của bạn, của file là tên SV, mã SV. Rồi mời các bạn làm bài cái nội dung bài này. Sau đó thì đến tuần tới thương thực hành thì các bạn sẽ làm một cái bài là Java Swing quản lý. Sau đó thì đợt tới thì các bạn sẽ làm các bài về BSB, làm về bài BSB thuần thôi, không phải trên các cái framework gì cả. Sau đó thì theo lộ trình thì thầy sẽ có hai bài kiểm tra. Nên bình thường thầy cũng có bài kiểm tra thường xuyên 1, thường xuyên 2 đấy. Bài kiểm tra thường xuyên 1 đấy. Hôm nay là đủ hết rồi, chuẩn bị sẵn rồi bài kiểm tra thứ. Nhưng mà do chúng ta đang học online cho nên là sẽ chờ đến khoảng tầm tuần 13, 14, 15 nếu như chúng ta được lên trường thì chúng ta sẽ làm bài kiểm tra trên trường. Còn nếu trong trường chúng ta không vẫn chưa được lên trường, chúng ta phải học online thì lúc ấy thầy sẽ cho các bạn kiểm tra vào hai buổi cuối ấy, một bài lý thuyết, một bài thực hành và một bài lý thuyết. Ngoài ra thì thầy sẽ lấy điểm phần của bạn khi các bạn làm các bài tập ở trên đại điện tử và đặc biệt là điểm của các bạn khi thuyết trình cái đề tài của nhóm ạ. Các bạn hiểu chưa? Các bạn hiểu chưa? Ok. Rồi mời các bạn làm bài ạ. Các bạn làm bài sau đó thì cái phần lý thuyết của hôm nay là dừng ở đây ạ. Các bạn có câu hỏi gì thì hỏi. Có câu hỏi gì về bài tập lớn thì cũng hỏi. Về phần thuyết trình, về cấu trúc bài tập lớn, về phần vẽ mock up thì cũng hỏi. Sẽ có một cái bài thực hành về phần vẽ mock up giao diện ở trên hệ thống nữa, thì lúc nào chuyển sang phần thực hành thì thầy sẽ cho bạn làm. Các bạn nhớ cho thầy cái lịch là tuần thứ 5 thì các bạn bắt đầu thuyết trình, bởi vì chúng ta có 8 tuần mà trong đó là tuần thứ 8 chúng ta chỉ có 2 tiết thôi để kiểm tra thôi, nên thầy sẽ nên lưu ý chúng ta sẽ phải xem đấy à, để kiểm tra làm sao. Còn chúng ta sẽ chỉ có 2 tuần để thuyết trình. Lớp của chúng ta là có 58 bạn, gọi là 60 trên 5 thì được 14, đúng nhỉ? 60 trên 5 1 20, đúng rồi. Ok, 14 nhóm. Như vậy chúng ta sẽ cần phải là 7 nhóm trong một buổi, mà trong cái đó một buổi chúng ta chỉ có 4 tiết. Như vậy là trung bình mỗi nhóm các bạn chỉ thuyết trình được từ khoảng tầm 15 đến 20 phút là cùng. Đấy. Nói chung là trong khoảng tầm 13 cho đến 16 phút là đẹp. Thì như vậy là đến ngày 11 tháng 10 là các bạn phải nộp hết cho lớp trưởng trên Google Drive. Sau đó lớp trưởng gửi lại cái file đó để thầy đến kiểm tra. Sau đó ngày 12 tháng 10 thì thầy sẽ cho các bạn lên thuyết trình báo cáo. Thì để cho công bằng thì thầy sẽ không khi mà qua lộp là lộp tất cả như nhau, còn thuyết trình thì theo thứ tự. Nên như vậy ai cũng sẵn sàng, cho trừ trường hợp những nhóm nào mà có bạn có những lý do đặc biệt như tiêm vaccine những thứ ấy, thì thầy có thể đẩy xuống xong. Như vậy chúng ta sẽ có những cái nội dung về phần thuyết trình này. Rồi nếu các bạn không có câu hỏi gì nữa thì mời các bạn làm cái bài tập của buổi ngày hôm nay. Huy có thêm cái phần bảo các bạn cái gì không nhỉ? Thứ trưởng ơi. Dạ, em đây ạ. Em có thể bảo thêm, nhắc thêm các bạn cái gì không? À, mình khóa cái link đăng ký bài tập lớn nha. Nếu mà ai muốn thay đổi gì thì liên hệ với mình nhé, qua Zalo nhé. Ok, giờ lịch tuần sau của các bạn là thực hành ấy, thì thầy cũng đã báo cáo các bạn ở trên nhóm Zalo rồi đấy, là do chúng ta có 15 tuần mà chúng ta lại phải đi đến tận 18 buổi, cho nên chúng ta sẽ phải tăng cái lượng thực hành có những cái tuần mà không phải học một buổi lên. Thì thực ra các bạn năm cuối thì các bạn cũng dễ hiểu thôi, ngày xưa các bạn học ở trên trường thì không phải cứ tuần các bạn học một cái, cho nên là chúng ta phải tăng lên. Nếu như chúng ta học offline là thực hành rất khó bởi vì còn phải đăng ký phòng máy, mà bây giờ quy chế là đi thực hành buổi tối ấy. Nhiều bạn cứ thích yêu buổi tối thì buổi tối nó chỉ tính có 4 tiết thôi, còn ban ngày mới tính là 6 tiết. Cho nên nếu đi buổi tối thì bạn không phải là đi 10 buổi nữa mà bạn phải đi tầm 14 buổi. À, chính vì thế cho nên nó cũng khá là phức tạp. Cho nên trong lúc cái online này thì cái kiến thức đầu nó cũng chưa phải là quá khó. Nên là thầy cũng đẩy lên cho các bạn làm để các bạn hiểu.
không có một số bạn này chưa nắm được cái tư tưởng thì như vậy là tuần sau chúng ta mới thực hành buổi thứ ba, thì tức là buổi thứ ba trên 10 của thực hành ấy, thì các bạn tham gia đầy đủ. Những bạn nào có lý do gì đặc biệt thì thầy đã ủy quyền cho lớp trưởng rồi để thống kê cái việc ấy rồi, cũng hết sức tạo điều kiện cho các bạn. À, các bạn nắm rõ cái nội dung về cái việc kế hoạch thực hành ấy nhỉ? Ok, như vậy thì các bạn nắm rõ rồi, thì tuần sau chúng ta sẽ có thực hành một buổi thứ hai nữa, sau đó các tuần tiếp theo thì để thấy căn cứ vào cái lịch làm việc của nhà trường xem online hay offline thế nào thì chúng ta sẽ tính tiếp ạ. Rồi, ok, mời các bạn làm bài tập ạ. Em có thể là thầy đã đăng bài tập lên chưa? Thầy đăng rồi đấy. Ở ngày 28 đúng không ạ? Rồi, để thầy xem lại chính xác ạ. Em xem lại đây. Đúng rồi, ở ngày 28 ngay sau cái chỗ là mẫu slide thuyết trình, bài tập giải phương trình bằng BSB ấy. Ờ, chưa ạ. À, hình như là thầy đăng nhầm vào lớp sáng. Lớp khác rồi. Ờ, đúng rồi. Ok, đúng rồi, em nói đúng ạ. Lớp mình là lớp chấm 4 ạ. Thầy vừa đẩy lên đấy, các bạn xem giúp thầy xem đã đúng chưa? Được, thấy rồi. Ừ, ok, cảm ơn các bạn.